Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một món bánh làm với bột mì nhé. Ăn rất giòn và lại rất là thơm nhé. Đảm bảo các bạn sẽ nghiện luôn món này. Giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Nguyên liệu gồm 200g bột mì, 400ml nước, 1 thìa cà phê muối bột canh, 1 thìa canh đường và 2 bắp ngô ngọt. Cuối cùng là bơ thực vật. Mình dùng bơ Từng An nhé. Đầu tiên mình sẽ đi tách ngô ra nhé. Mình dùng dao nhọn mình tách hai hàng ngô, tách một hoặc là hai hàng ngô ra. Sau đấy là dùng tay để tẽ hạt ngô nhé. Mình làm cách này thì tẽ hạt ngô sẽ rất là dễ. Đi vào trộn bột, mình cho 400ml nước vào nhé, xong rồi quậy đều bột lên. Tiếp đến là cho thìa cà phê muối, một muỗng canh đường vào, trộn đều lên. Tiếp đến chúng ta cho một thìa rưỡi bơ Tường An nhé, bơ đã được làm nóng cho nó chảy ra ấy. Sau đấy chúng ta trộn đều lên. Và tiếp là cho toàn bộ ngô ngọt đã tách hạt ra nhé. Vào chúng ta trộn lên. Sau khi đã trộn nguyên liệu xong, mình bắc chảo lên bếp và cho dầu ăn vào nhé. Tiếp đến cho một thìa bơ vào, đun nóng lên. Mình đun khi nào mình cho cái đũa vào thử ấy, nếu mà đũa sủi tăm lên là đã đạt là đủ độ rồi. Giờ bắt đầu dầu được nhé. Mình bắt đầu cho ngô cho bột mì ngô vào rán. Mình sẽ dán cho khi nào mà hai mặt đều vàng đều nhé. Thì khi bỏ ra ăn nó sẽ rất là giòn đấy. Đây là thành phẩm bánh của mình nhé. Ăn rất là giòn và thơm. Các bạn có thể ăn không cũng được, hoặc là chấm với tương ớt cũng được.
các bạn hãy thử làm theo cách của mình nhé. Đảm bảo là sẽ rất là nghiện món này luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.